Xin chào các bạn, cứ vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Thái Dương TV nhé. Thì tiếp tục chia sẻ cho các bạn xem về các đội giải ngô đang tập dượt trên dòng sông Mát Bro của thành phố Sóc Trăng. Thì ở video này Thái Dương TV sẽ tiếp tục chia sẻ cho bạn xem về các vận động viên giải ngô của chùa Khai Lan đang tập bơi trên chiếc giải ngô cũ nha. Cách đây mấy hôm mình có đăng cho bạn xem về Khai Lan đang ở trên một chiếc giải ngô mới chỉnh gần câu. Thì hiện tại thì chiếc giải ngô đó đã được kéo lên bờ và có vẻ như là đã chỉnh gần câu xong rồi, cho nên là được kéo lên bờ rồi các bạn. Còn đây là chiếc cũ. Thì bây giờ Thái Dương TV xin mời tất cả các bạn cùng xem các vận động viên của ghe ngo chùa Khai Lan tập dượt trên chiếc ghe ngo cũ sẽ bơi như thế nào nhé. Rồi bên em chuẩn bị ra xong nha các bạn. Về gần tới lễ đài rồi các bạn, xem nào. Đấy, bắt đầu là tung nước rút đó các bạn. Đây, tôi mới rút rồi. Xong một nhát đúng với tiếng đường đua luôn, 1200 m. Thank you.
đang cũng đang bơi xuống nha các bạn. Nãy họ bơi bên kia, họ thay người, thay người họ quay đầu họ bơi xuống. Bây giờ ghe cũ nhưng mà đi cũng rất là nhanh nha các bạn. Để xem ghe của Sang Ke cũng vừa xuống trước đó, để xem hai ghe này có so mũi với nhau không. Thôi trời tối rồi, quay cũng không còn thấy rõ ha. Thì thấy như Lưu Quy sẽ tạm dừng video chia sẻ về các vận động viên của đội Ngo Chùa Khơ Leng đang tập bơi trên dòng sông Mát Bro hôm nay. Thì cuối video thấy như Lưu Quy chúc các bạn được luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Chúc các bạn có một buổi xem video vui vẻ. Rồi thấy như Lưu Quy xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video mới tiếp theo nha.